Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sơn Dương đổi mới và phát triển số tháng 9 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin phản ánh một số sự kiện và tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện là các phóng sự huyện Sơn Dương thực hiện thu ngân sách đạt trên 115 tỷ đồng và phóng sự Sơn Dương chuyển mình sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng đầu năm nay, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế xã hội của huyện Sơn Dương tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, từng bước cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Mời quý vị cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của huyện Sơn Dương trong 9 tháng đầu năm nay. Vừa qua, di tích lịch sử Đồn Đăng Châu thuộc tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đã được đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia. Đây là di tích gắn liền với thời kỳ tiền khởi nghĩa. Tại đây đã diễn ra các trận đánh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước sau chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Trận đánh giải phóng Đồn Đăng Châu là sự thử sức lớn đầu tiên của quân cách mạng từ khởi nghĩa Từng Phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Việc đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia di tích lịch sử Đồn Đăng Châu khẳng định giá trị của di tích, đồng thời góp phần vào việc giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng đối với các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Khu du lịch quốc gia Tân Trào được quy hoạch có diện tích vùng lõi là 2.500 ha. Mục tiêu đến năm 2025, khu du lịch quốc gia Tân Trào đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2.000 lượt. Vào đầu đến năm 2030, đón khoảng 2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 35.000 lượt. Tổng thu từ du lịch năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng và năm 2030 đạt 1.650 tỷ đồng. Với nhiều sản phẩm du lịch, cùng với phát triển các dòng sản phẩm bổ trợ để tăng cường thu hút khách du lịch, kinh phí thực hiện kế hoạch dự kiến trên 2.500 tỷ đồng, được huy động từ các nguồn, ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, vốn từ các tổ chức doanh nghiệp thành phần kinh tế trong nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp trong nước khác, trong đó ưu tiên thu hút các nguồn đầu tư vào các phân khu chức năng theo quy hoạch để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. Là địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh, Sơn Dương đã và đang từng bước nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong 9 tháng đầu năm tại cụm công nghiệp Phúc Ứng đã thu hút mời gọi được thêm 5 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 465 tỷ đồng. Tại khu công nghiệp Sơn Nam thu hút thêm 2 nhà máy với tổng số vốn 38 tỷ đồng. Cùng với đó, Sơn Dương cũng đề xuất các danh mục các dự án nhằm kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn năm 2019 và các năm tiếp theo. Với nhiều thủ tục hành chính được thực hiện thông qua mạng điện tử, đổi mới lề lối tác phong làm việc đã tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư tại địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, kịp thời tham mưu đề xuất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất và đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp. Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm có khả năng cạnh tranh. Trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện ước đạt trên 3.400 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm nay được đánh giá là có điều kiện thời tiết khá thuận lợi, nhân dân trong huyện đã thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ xuân và vụ mùa, gieo trồng đảm bảo mật độ, đầu tư thâm canh cơ bản, đảm bảo quy trình kỹ thuật, đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tổng sản lượng lương thực trong 9 tháng đầu năm nay đạt gần 82.000 tấn, đạt trên 95% kế hoạch. Mới đây, 200 em học sinh trường mầm non Sơn Nam, huyện Sơn Dương đã được khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí. Tại đây, các cán bộ tư vấn hướng dẫn và phổ biến kiến thức dinh dưỡng, chăm sóc trẻ nhỏ, phòng chống biếng ăn, suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì, đồng thời tạo dựng niềm tin và giới thiệu sản phẩm Vinamilk theo 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý của Bộ Y tế. Cũng tại chương trình, các em học sinh đã được tặng các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay huyện Sơn Dương giao cho các xã rà soát đăng ký nhu cầu xây dựng nhà văn hóa ngay từ đầu năm. Nhờ thế, việc cung ứng cấu kiện được thực hiện nhanh, người dân chủ động bố trí ngày công lao động, sắp xếp phần việc phải hoàn thành nhanh gọn có hiệu quả. Khi các nhà văn hóa được hoàn thành, sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân về không gian sinh hoạt, giao lưu và là nơi tổ chức các sự kiện có ý nghĩa, gắn kết cộng đồng. Tính đến đầu tháng 9 này, huyện Sơn Dương đã thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng được hơn 28 km.
để sớm hoàn thành các tuyến đường giao thông nội đồng theo đúng tiến độ, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn các địa phương triển khai huy động người dân khẩn trương giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, phấn đấu phát triển mạng lưới giao thông theo hướng thông suốt, đảm bảo thúc đẩy giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Huyện Sơn Dương đang tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp quản lý, điều hành thu ngân sách của năm 2019, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh giao. Tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nộp thuế, hỗ trợ kịp thời vướng mắc của người nộp thuế gắn với kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kiểm tra nợ xấu, rà soát chặt với các nguồn thu phát sinh và tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính là những giải pháp trọng tâm được ngành thuế huyện Sơn Dương triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Tri cục thuế huyện Sơn Dương sẽ tập trung vào một số cái nhiệm vụ giải pháp như thực hiện nghiêm túc kế hoạch của ban dân huyện về kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 và kế hoạch đấu giá quyền sử đất năm 2019 của ban dân huyện Sơn Dương, tiếp tục đẩy mạnh cái công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và thực hiện tốt các cái biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành và chính quyền ban dân các xã thị trấn trong việc khai thác cái nguồn thu phát sinh địa bàn và tổ chức cái thực hiện hoàn thành dự toán năm 2019 đã được nhà nước giao. Đến nay việc kê khai thuế đã được thực hiện đơn giản thông qua phần mềm và mạng internet. Doanh nghiệp chỉ cần thông qua máy tính đã dễ dàng nộp thuế mà không cần phải thực hiện các thủ tục giao dịch bằng tiền mặt như trước đây. Việc áp dụng các chính sách thuế này trên địa bàn đã được các đơn vị doanh nghiệp và người nộp thuế ủng hộ, có tác động tích cực đến hoạt động và việc thực hiện các nghĩa vụ thuế của các tổ chức cá nhân. Điều này đã giúp cho các đơn vị doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách thuế dễ dàng hơn và thực hiện nghĩa vụ thuế cũng nhanh chóng thuận tiện hơn. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ số doanh nghiệp đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử đã đạt 99%. Bằng những nỗ lực về mọi mặt, đến cuối tháng 9 này, tổng thu ngân sách của huyện Sơn Dương đạt trên 115 tỷ đồng, bằng 62% dự toán được giao. Tôi thấy là thủ tục làm việc với cơ quan thuế, tôi thấy thủ tục là rất là nhanh gọn và đơn giản. Cán bộ rất là nhiệt tình và hướng dẫn rất là tận tình cho doanh nghiệp thực hiện. Để đảm bảo cái chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giao thì đối với thị trấn thì giao cho hội đồng tư vấn thuế tham mưu cho ủy ban nhân để chỉ đạo làm sao thực hiện cái rà soát những cái hộ kinh doanh đưa vào sổ bộ để thu thuế để đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn thị trấn đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giao. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện vẫn còn có những khó khăn nhất định. Do đó, để phấn đấu hoàn thành dự toán được giao, các cơ quan chuyên môn và các địa phương trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tròn một thập kỷ, Sơn Dương, vùng đất phía Nam của tỉnh Tuyên Quang, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều vùng nông thôn đã khởi sắc, vươn mình, trở thành những làng quê trụ phú. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, thực tế đã khẳng định đây là chương trình thúc đẩy nông thôn của địa phương phát triển toàn diện. Xóm làng đổi mới, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Một cuộc sống mới trên những vùng quê nông thôn mới tràn ngập khắp các nẻo đường. Đó là cảm nhận của những người nông dân nông thôn mới ở nhiều miền quê của huyện Sơn Dương hôm nay, khi mà họ đang được hưởng những thành quả mà chính mình đã góp công gây dựng. Xã Bình Yên nhưng bây giờ cũng no ấm rồi, rồi cũng phát triển nhà riêng xây hết rồi. 10 năm trước, huyện Sơn Dương gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu. Hầu hết các xã chỉ đạt từ 3 đến 4 tiêu chí. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Sơn Dương đã huy động được gần 2.000 tỷ đồng, cùng với nhiều cách làm sáng tạo, vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp vật liệu, làm được trên 1.200 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 560 km kênh mương, xây dựng mới 136 nhà văn hóa và có số nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn trên 84,9%. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa mía, chè, cây nguyên liệu giấy, được xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Toàn huyện củng cố kiện toàn 39 hợp tác xã nông lâm nghiệp, xây dựng mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất với doanh nghiệp phát triển cây mía tại Tam Đa,
mô hình cánh đồng lớn gắn với tổ chức sản xuất của hợp tác xã tại Lâm Xuyên, hỗ trợ phát triển 6 làng nghề chè, bước đầu tạo ra các vùng xã chuyên canh cây chè, cây dược liệu, cây sắn dây, cây chanh nhật, cây mía, cây nguyên liệu giấy. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, Sơn Dương đã đăng ký 45 sản phẩm nông sản, đồng thời hỗ trợ tư vấn xây dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nông sản cho 16 sản phẩm nông sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến tháng 6 vừa qua, có 5 trên 32 xã đạt công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 19 trên 19 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Tôi rất là vui mừng trước sự đổi thay trên quê hương của mình. Từ cái chương trình xây dựng nông thôn mới mà hiện nay cơ bản về các công trình, cơ sở hạ tầng đã được xây dựng và những kết quả đó đã tác động rất lớn đến người dân cũng như là sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Với nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo của các địa phương trong huyện đã từng bước đưa nông thôn đến gần thành thị, người nông dân ngày càng có điều kiện để tiếp cận với những dịch vụ xã hội tốt hơn. Cuộc sống văn minh đang đến với người dân, tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới. Những năm qua, việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cũng như việc đưa vào canh tác các giống lúa triển vọng đã mang lại những thay đổi tích cực cho nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Sơn Dương. Trước kia, các thành viên của Hợp tác xã chế biến chè Ngân Sơn Trung Long thuộc xã Trung Nguyên, huyện Sơn Dương đã thực hiện tưới cho cây chè, nhưng chỉ ở các khu đồi thấp thuận tiện cho việc tưới theo phương pháp thủ công, dùng máy bơm và hệ thống đường ống mềm để tưới chè nhưng tốn nhiều công sức. Những năm gần đây, nhận thấy mô hình tưới ẩm cho cây chè bằng hệ thống phun mưa tự động mang lại hiệu quả rất cao, nên tất cả các thành viên của hợp tác này đều áp dụng vào thực tiễn. Với diện tích chè được tưới, năng suất chè búp tươi đã tăng hơn 10 tấn một hecta một năm so với trước kia, lại tiết kiệm được chi phí nhân công. Hệ thống tưới tiêu thì lắp đặt thì có lợi, cái thứ nhất là về mùa nắng mình chủ động được cái hệ thống tưới tiêu và bón phân nó thuận lợi hơn so với nước trời. Thế và cái thứ hai nữa là về thâm canh vụ đông thì nó được tốt hơn. Còn đối với khu nhà lưới này của anh Lâm, nơi thực hiện gieo trồng rau quả theo phương pháp thủy canh có quy mô 1.000 m2, được thiết kế tự động hóa. Từ quạt mát, phun sương, tưới ẩm đến hệ thống đường ống, đường dẫn nước, tất cả đều được lập trình sẵn, tự cảm biến để điều hòa độ ẩm, mực nước. Ở đây, người nông dân chỉ cần làm việc khi vào giống rau và lúc thu hoạch. Trung bình cứ 35 ngày, công ty sẽ xuất ra thị trường một lứa rau theo phương pháp thủy canh. Sản phẩm của trang trại này hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Phương thức canh tác như của mình đang sử dụng ở đây ấy, thì là hoàn toàn ở trong nhà kính. Thứ nhất là nó cách ly được hầu như với tất cả các nguồn sâu bệnh. Cái quan trọng nhất đấy là có thể canh tác ở mọi điều kiện thời tiết và mọi mùa. Thứ hai nữa là sẽ là hướng đến canh tác nông nghiệp sạch. Lãi sau khi trừ chi phí đầu tư của giống lúa Hưng Long 5 năm tại mô hình trồng thử nghiệm cao hơn 400.000 đồng một sào và giống đỏ 234 lãi cao hơn 356.000 đồng một sào là những kết quả nổi bật khi tham gia trồng thử nghiệm hai giống lúa mới này trong vụ mùa năm nay. Chúng tôi cũng đã được thực tế là được gieo trồng và cấy tại trên đất ruộng của các hộ gia đình và hiện nay cũng đang chuẩn bị sắp sửa được thu hoạch và chúng tôi theo đánh giá và nhận định là hai giống lúa này cũng đảm bảo cho năng suất lúa là tương đối cao và cây lúa sinh trưởng và phát triển là rất khỏe mạnh tốt. Không dừng lại ở việc canh tác theo phương thức truyền thống, hiện nay ở nhiều địa phương của huyện Sơn Dương đang tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điều này đã khẳng định khi đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thì việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất là khâu then chốt, quyết định hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Một trong những hướng đi được coi là đang phát huy được hiệu quả đã được huyện Sơn Dương triển khai thực hiện từ nhiều năm nay, đó là đa dạng hóa sản phẩm nông sản từ những sản phẩm truyền thống mang tính đặc thù của địa phương, vừa tạo sự ổn định, tránh được tình trạng được mùa, mất giá và ngược lại giúp nâng cao giá trị lên gấp nhiều lần và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Hiện nay Sơn Dương đã đăng ký 45 sản phẩm nông sản ban đầu theo chương trình mỗi xã một sản phẩm, hỗ trợ tư vấn đăng ký gây dựng nhãn hiệu sản phẩm nông sản cho 16 sản phẩm nông sản mang lại hiệu quả kinh tế cao như chè, đường, tinh bột nghệ, nấm ăn, bột sắn dây, rau thủy canh, chè Việt Gáp, tinh dầu xả hương nhu, dược liệu. Để đạt được mục tiêu này, huyện Sơn Dương đang từng bước thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho một nền nông nghiệp sạch, bền vững. Năm nay với diện tích của 20 ha thì Lâm Xuyên đã thực hiện đăng ký theo sản phẩm mỗi xã một sản phẩm và đăng ký theo chương trình OCOP để đảm bảo là sản phẩm và cũng hai là cũng muốn là đưa ra thị trường quảng bá ra thị trường. Hiện Sơn Dương đã hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa gồm cây mía trên 2.000 ha, chè trên 1.500 ha, cây nguyên liệu giấy hơn 20.000 ha và có 39 hợp tác xã nông lâm nghiệp. Trên địa bàn huyện có 6 làng nghề chè, bước đầu tạo ra các vùng chuyên canh. Việc đầu tư chế biến theo hướng đa dạng sản phẩm giúp giảm thiểu rủi ro cho người nông dân, nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản đặc thù, giúp cải thiện thu nhập. Người nông dân an tâm với sản xuất cũng đang được các địa phương trong huyện chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, việc đưa sản phẩm đi tham gia nhiều hội chợ trong tỉnh và trong nước để giới thiệu quảng bá sản phẩm về những sản phẩm độc đáo của địa phương cũng được thực hiện thường xuyên, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, tạo động lực trong xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu về các sản phẩm đặc trưng. Được sự cho phép của chính quyền địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Tâm Đường Tuyên Quang đã kết hợp với lại chính quyền và bà con nhân dân ở hai xã Sầm Dương và Văn Phú, huyện Sơn Dương để tiến hành trồng cây cà gai leo ngay tại địa phương, để đảm bảo cái nguồn cung cấp dược liệu cho quá trình sản xuất sản phẩm tại công ty Nhất Tâm Đường Tuyên Quang. Năm 2019, năm nước rút thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, đặc biệt để thúc đẩy sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, huyện Sơn Dương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh và các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp vào phát triển các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị và mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn huyện. Chuyên mục Sơn Dương đổi mới và phát triển số tháng 9 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.